tăng lương cơ sở lên 30% từ ngày 1 tháng 7, mức tiền thưởng huy hiệu 55 năm tuổi đảng ra sao? Căn cứ quy định tại tiểu mục 2, mục 4, hướng dẫn 56, HDVPTU năm 2015 như sau. Mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu 55 năm tuổi đảng sẽ là tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở. Theo đề xuất mới của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Như vậy, mức tiền thưởng huy hiệu 55 năm tuổi đảng khi tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 được tính như sau. Mức tiền thưởng bằng 3,5 x 2,34 triệu bằng 8,19 triệu đồng.